Ăn nó thú vị. Ừ. Vị dễ Thú thương. vị. Vị dễ thương. Vị hay đúng không? Vị dễ. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau sau một tuần. Và ngày hôm nay thì mình với Hạnh sẽ hướng dẫn các bạn một món vô cùng đặc biệt. Và đây cũng là một món mà bọn mình sẽ đưa các bạn 9X những năm đầu tiên trở về tuổi thơ. Tất nhiên là các bạn trẻ bây giờ cũng biết, nhưng mà các bạn biết không, mì trẻ em chính là một món gọi là xa xỉ trong tuổi thơ của Bọn mình, những người 9X đời đầu bọn mình. Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau làm món mì trẻ em. Việc mua gói mì trẻ em ở ngoài nó cũng rất là rẻ đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lại là một siêu công thức nữa. Kể cả nó rất là rẻ nhưng mà hồi bé mình cũng rất là thích cái kiểu như là làm theo người ta ấy. Kể cả mấy cái món kiểu kem chanh với cả các thứ thì mình cũng thích về nhà xong rồi thử tự làm xem có giống hương vị không, nhưng mà lúc nào cũng thất bại. Đấy, mình không được thế thôi. Hay lấy gói mì tôm sống ấy, bóp ra. Bóp. Xong rồi đổ những cái gói gia vị ở trong đấy vào trộn lên rồi ăn. Nó không giống. Khá giống nhưng nó chỉ kiểu như vậy thôi, nhưng mà hương vị thì nó không thể giống được. Hôm nay mình đã quyết định tìm ra cho các bạn công thức. Đây. Chính là làm trẻ em nhưng mà lại xuất phát từ gói phở gà cút. Gói màu hồng và có con gà màu vàng như thế này. Gói mì này mình rất là thích ăn ấy. Thực ra mình thấy là không có nhiều người để tâm đến gói mì này. Tại vì nhìn bao bì của nó thì không được hấp dẫn như những cái gói mì mà có kiểu có hình con tôm, con cá, hải sản rồi bát mì ở ngoài đúng không? Nhưng gói mì này thực sự rất là ngon luôn. Tại lúc ăn ấy, kể cả khi mà ăn nấu ấy, thì nó có hương vị như là hương vị của mì trẻ mì em. Hương vị tuổi thơ luôn. Thật sự luôn ấy. Mà chúng ta sẽ nấu hai gói đúng không ạ? Làm hai gói mì. Hai thôi. Chắc là hôm nay sẽ là một số kiểu nhẹ nhàng, đơn giản và ít tiền nhất trong series vào bếp của bọn mình. Đây, gói mì này rất là hay. Đây là gói mì sợi phở cho nên là sợi của nó to như này này. Rất là thơm luôn ấy. Và không cực ấy. Lúc mà ngửi ấy, ngửi thôi đã thấy giống gặp luôn rồi. Mùi vị của mì trẻ em rồi đúng không? Đấy, bây giờ là bọn mình sẽ bẻ vụn gói mì này ra và bắt đầu chế biến nhá. Mình phải đập không chị? Bây giờ mình sẽ bẻ thôi. Trong trí nhớ của em là mì trẻ em là sợi mì bé cơ mà nhỉ? Ừ đúng rồi, nhưng mà chị là cái hương vị của cái gói này này. Gia vị đúng không? Ừ, cái hương vị của gói này nó rất là giống với cả mì trẻ em. Tại vì là hồi bé mình có làm bằng mì Hảo Hảo thì nên nó không giống. Tại vì mì Hảo Hảo hơi mặn, với cả gia vị của mì Hảo Hảo thì có vị chua. Thực ra món này hay lắm các bạn ạ. Hôm nào mà kiểu là xem phim Hàn Quốc xong rồi làm một bát mì trẻ em ngồi ăn. Bây giờ chị nâng cấp lên là món tteokbokki rồi đúng không? Ủa mà sao nấu mì trẻ em có nồi rồi chị? Luộc lên rồi nấu à? Nấu lên ạ. Luộc mì xong rồi làm mì trẻ em xong lại cho vào lò sấy khô. Hơi phức tạp nhỉ? Hình như không đơn giản lắm cả. Thực ra món này đơn giản lắm, các bạn đừng nghe hạnh. Chị nhát rồi, nhát nghe được rồi nhỉ? Trẻ em sợ to này, trông hấp dẫn đấy. Anh không trộn rau à chị? Không mà. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiến hành nhá. Chỉ cần chuẩn bị một chiếc nồi, ở đấy thì bật bếp lên. Ấm quá. Nguyên liệu ngày hôm nay của chúng ta chỉ có đường, dầu ăn và chính cái gói gia vị trong gói mì nhá. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít dầu. Dầu luôn. Đợi cho dầu nó nóng lên một chút. Rồi, đổ vào. Đảo lên. Để em đảo cho. Hóa ra là nồi là để chúng ta đảo lên chứ không phải là để luộc mì các bạn ạ. Đấy. Lúc mà dầu bám vào sợi mì thì nó sẽ rất bóng. Và nó giòn hơn đúng không? Đúng rồi, nó sẽ giòn hơn. Rồi, sau khi đảo được khoảng 1 phút thì các bạn sẽ đổ gói gia vị này vào nhá. Cái này rất là dễ cháy nên các bạn đừng có đun lâu quá và đừng đun to lửa nhá. Thực ra thì mì trẻ em trộn lên là cũng ăn được luôn rồi nên là chắc không cần phải lâu quá vì sợ nó sống. Sau khi mà cho gia vị vào và đảo thêm tầm khoảng độ 15-20 giây nữa thì các bạn tắt bếp đi nhá. Rồi sau khi mà tắt bếp đi xong thì các bạn sẽ đổ đường vào. Nói chung là tùy sở thích của mình, nếu mà thích ăn ngọt thì có thể cho nhiều, mà thích ăn ngọt vừa thì cho ít thôi. Đảo lên. Ủa chị không cho gói rau vào? Thơm. Nó giòn giòn. Tắt bếp đi, cho đường nữa, không phải đường nó sẽ rất nhanh cháy. Với cả là
nó sẽ bị tan mất đường. Trông rất đơn giản, làm cũng rất đơn giản. Xong. Còn tan. Thì ra việc cho lên bếp đun là để cho mì nó giòn hơn á. Ăn sẽ ngon hơn. Ngon à? Ngon đúng không? Món này rất hợp để ngồi ngồi xem phim rồi ăn. Em không thấy ngon hơn cả mì trẻ em bình thường á. Bây giờ em cũng không biết ăn mì trẻ em đâu. Đấy, các bạn nhớ làm thử nhá. Hay là bây giờ đi mời Kiên Kiên ăn thử. Mời trẻ em đây à? Đây, ăn đi. Ngon đúng không? Ăn hay chứ? Hay á. Ăn thú vị. Ăn nó thú vị. Vị dễ thương. Vị dễ thương. Vị hay đúng không? Vị dễ thương đúng không? Hay đấy. Em miếng, em miếng. Ôi giời ơi. Nào nào, chuẩn bị một rổ chê nào. Nó giòn đấy. Giòn. Giòn nhưng mà hơi ngọt. Ngọt gì? Ngọt, ngọt. Như là giống trẻ em ngày xưa. Không. Nó bị ngọt quá. Không. Thì trẻ em mới ngọt, nó mới ngọt mà. Nó mới ngọt. Đúng rồi, cái gói ngày xưa em ăn, cái gói này gì đấy. Đấy thôi. 500 một gói. Nó là gói đấy. Cái sợi nó mỏng hơn, sợi dày quá. Chẳng qua là gia vị của cái mì này đúng. Nhưng mà ăn như này sướng hơn, mì kia không gì. Ăn cũng được nhưng mà trộn không đều, chỗ mặn chỗ nhẹ. Ôi, đi đi. Chạy gần nhá. Đi. Ngon em, ăn nốt đi em. Sao em dừng lại vậy? Ăn không nhìn em. Thì có mỗi mình em đang ăn mà. Thôi tự nhiên nó dừng lại. Thôi bây giờ bọn mình kết thôi nhỉ? Để. Vẫn còn kền kền à? Kìa 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 kìa. Nào. Xuất sắc à? Ngon luôn. Em nói to lên. Xuất sắc. Xuất sắc. Tặng bầu trời trời thơ quay về các bạn ạ. Đừng có tin với mẹ Huy. Hãy tin chúng tôi. Mẹ Huy là các mẹ chuyên gia drama. Trời ơi, ăn cái này xem phim ăn quá hợp luôn đấy. Ngon đúng không? Quá ngon luôn. Trời ơi, phim Hàn Quốc. Phật sao? Thank you. Thank you. Thank you. Nhiều món ăn này ạ. Rồi, tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Bà Bếp Cùng Hải Yến. Rồi, nhớ làm thử nha, mình trẻ em. Bye bye.